xe đạp F3 của em xin chào các bác nhé. Có một số bác thắc mắc về trọng lượng của các dòng xe, thì hôm nay em sẽ dở xe ra em cân carbon, em bán lấy tiền cho các bác nhé. Khả năng ngày carbon này bán nó sẽ khác cá, càng nhẹ thì bán càng đắt hơn. Đầu tiên thì ở đây em có 5 cái xe là phiên 2 tuyên phiên bản Twister Steel khác nhau, hai phiên bản T10 Pro khác nhau và một chiếc khung nhôm của Hunter Pro. Thì ở đây em đều dựng cái chân trống lên, thế nên em sẽ phải cân trọng lượng cái chân trống này lên đầu tiên để trừ nó đi. Tí là em sẽ cân từng cái mà em trừ đi, cân lên cho anh cái. Trọng lượng của chân trống này là hơn 500g các bác nhé, 530 đi, 530g nhé. Rồi ok, em vào cân cho anh con clip đầu tiên thì em sẽ cân con Twister Steel. Chiếc này là 15.500.000 và phiên bản là Line 3 món sim lô 105 R7000. Thì xem trọng lượng của chiếc này sẽ là bao nhiêu. Tại vì khá nhiều bác thắc mắc về trọng lượng của xe nên hôm nay em sẽ cân thực. Và chiếc này của em đang là size 46 các bác nhé. Đây, nào em bỏ tay ra đừng chạm vào đấy. Chiếc này size 46 thì trọng lượng đang là 9.43, 9.44. Thì cái này nó rơi vào 8 cân 9 các bác nhé. Nó trừ đi 530g này kia, thì chiếc Twister Steel bản Line 105 R7000 chạy Line 3 món thì nó rơi vào là 8 cân 9. Tại vì cân cả chân trống lên thì nó là 9 cân 4, thì trừ đi 500g đấy thì nó là 8 cân 9 các bác nhé. Cho phiên bản 105 Line 3 món và size khung chiếc này là 46. Có thể size 48 hoặc là size khác thì size 45. Thì 48 hoặc size khác nó sẽ có trọng lượng khác nhau một tí nhưng không đáng kể các bác nhé. Con này là 8 cân 9. Em sẽ dừng video này tại đây. Chiếc Twister Steel Line 3 món giá 15.500.000 có trọng lượng là 8 cân 9 các bác nhé.